Đây sẽ là trận đấu tiếp theo. 9 giờ. Vâng, xin chào anh Vũ Văn Tuyên. Vâng, thời gian gần đây mình gọi cho rất nhiều game thủ anh em ạ. Thứ vì tí tế thôi. Đây là bài IA của game thủ Capit. Và cái bãi quà này thì tính ra cũng là bình thường thôi. Đó chỉ là bãi quà bình thường. Ăn được 4 cây. Ba con hươu này sẽ đưa về sớm, tránh cái trường hợp mà chậm dần. Vòng bi là cái hệ mà là cái hệ đánh phát triển anh em nhé. Vòng bi quyết thì đang xuất phát điểm là hệ chém, thành ra anh em không nên so sánh nhiều. Thì em nghĩ như vậy, vì mỗi người đều có một cái khả năng phát triển khác nhau. Bi nó là hệ sóc dân rồi. Thêm một con voi khu vực này. Ờ, một con nữa. Sợ. Mình Việt Tuyên có vẻ cái bộ môn này nghe vẻ biết nhiều. Vâng, với cái bãi quả mà chèn được 4 cây ban đầu, có thêm bãi quả phụ và có thêm hai con voi. Đồ ăn hiện tại đang là tương đối ổn. Vàng đây rồi. Vậy là hai bãi vàng gần trong nhà chúng ta hết. Bài này thì Quýt cũng có thể đánh một cái tư thế rồi, đánh tại nhà được. Nhưng mà chỉ có một cánh rừng thì nhà nó hơi nằm ăn thằng thu. Xe giò sẽ đi tìm nhà game thủ tiểu ban đầu. Chúng ta xem Quýt sẽ đánh thế nào, nó là dâm hay đánh tại nhà. Tùy thuộc vào mỗi bài. Không phải quả này nó đang là không nhỉ? Nó xấu thì vâng, cái bãi quả cho đúng như không. Vâng, cái bãi quả đầu nó xấu, kèm theo bãi quả phụ nó cũng không đẹp. Rất may là có đồ ăn gần. Đẩy được những cái con hươu, những con voi về. Vẫn cần thêm đồ dành cho bài Yamato này. 25 giây. Đây rồi, bãi quả giả quá. Còn cứ giật mình rồi bãi quả mãi 3 giờ. Bây giờ gần đây. Vâng, bãi quả 5 cây thì chớ. Cái vị trí này còn kinh điển. Lý Quỳ thì những bãi quả này. À đúng không? Trước solo AC vừa mới thắng 3 giây xong cũng giật mày có hai con voi xa quá nhỉ. Ôi đá về thôi. Rồi qua con voi này sẽ có lực. Con voi nó ngại nó ní quỷ. Ôi đi. Rồi đã là người kích đòi và với 26 nông dân dành cho Yamato, hình như là quyết định tại nhà dành cho cái bài để của game thủ Cam Quýt. Vâng, rất cảm ơn anh Dương Thuận đã copy. Don't
bài là kích với tầm 10 bao nhiêu đây? Rồi 36 với 26 nông dân. Khả năng cao nhà bên dưới. Xe gió mất bóng. Nhà thầu khu vực 2 rưỡi rồi. Hai sáu trên 28. Rất may mắn bài hai bãi vàng đều ở trong, thành ra là không sợ bị bắn vào bãi vàng và con giò lên được. Vị trí đó là khu vực góc 2:30 đến của game thủ tiểu bàn thầu. Quy định anh tại nhà. Hai BS anh tại nhà, rất đúng rồi. Khả năng cái chỗ BM vẫn là hở. Liệu hở không? BL thứ hai. Vòng trận gần như trận đấu nào Quý cũng là người lên đời sớm hơn thầu. Khả năng em đời rất tốt. Chưa được xiên thì mới cay. Chà 1, 2, 3, 4, ôi 5 con voi kìa. Kiểu voi thế. Hai tám trên 32. Lần bánh xe. Bây giờ mới là nâng công, nhưng mà nhà thầu đã kín. Nhà thầu đã khung đều rồi, nhà rất là kín. Trận đấu này là phải đánh to và bắt quân thôi. Cần một tình huống mà vâng lầy chỗ nhà BA cho nó mát. Số 3 con cung lở ngoài và 1 con cung lở trong. Đánh cho cái thủ tiền ban đầu. Rồi 2 con cung lở xuống. Chết một con chém dành cho mình. Và con chém thứ hai tiếp tục để lên. Rồi vâng, vậy là cung lở của thầu là lở bên trong. Chiếc BL thứ 3 được kiểm thủ bằng những tích kê vẫn đang ra dần. Lưng công 4. BL thứ 4. Phải đánh to vào vây bát thôi. Này, và đây là tên cùng của cái cầu tiểu ban đầu. Từng đây con chém liệu bắt tơ này được không? Vâng, vậy tơ này thì chưa được. Rồi, rất đông chém đến tơ cái cầu cao quyết 4 nhà bây giờ rồi. Mình ra 4. Ba thì năm hai. Con thầu đang đẩy quân lên đây. Với một cái thế nhà rất khung của mình và thầu là người đang đẩy quân lên đây rất là gắt. Với những con cung đỏ AC ra 4. 45 rồi, nghe vẻ hơi năng giả trong trận đấu này. Đợi thêm một tơn nữa, chỉ 3 con nữa ra. Liệu qua được tơn này không? Phải đi chém tơn này. Vâng, tơn này thì đỡ được rồi. Mình phải làm cao thầu kia để đi.
Vậy e để bắt những cái tên cung này của cái thủ tiểu mà đâu. Bây giờ ông này và cái phòng canh này thì em thấy hôm trước thứ nó làm rồi. Ông nó vừa để quân nó vừa mang hai con dân lên để xây trước mặt. Rất là giống phong cách của cái thủ Xuân Thứ ngày hôm đấy. Vâng, một thành phố muốn lọt vào đây đến đời cầu. Vâng, bây giờ ông này ông cứ đứng ở trong cái con hẻm này. Nếu mà cái nhà thầu mà nó có chỉ hai cánh rừng mà cái khu vực kia thì người ta cũng không có chuyện rộng, phải bung ra ngoài cơ. Vâng, tham lai chúng ta đang đè lên rồi. Vâng, thầu đánh cái kiểu này khả năng cao là không ăn được gì đâu. Tên này sẽ xô lên. Vâng, với từng đây con cung rờ thì em không nghĩ cao là khả năng cao là thầu sẽ làm được hại gì nhiều. Và thầu chưa ăn được con nông dân nào của đến từ cái vùng cao quý cả. Trong khi bây giờ thì chúng ta nếu mà thầu ít dân xem nào, vâng, chỉ có 33 nông dân thôi. Vậy là chính xác là chỉ ở hai cánh rừng đó gộp lại. Sáu chín trên bảy ai. Ô, đi trên đường ăn bãi vàng này, gặp bãi vàng này, ba bãi vàng khu vực này. Tam giác vàng. Tam giác vàng dành cho game thủ cam quyết khi ăn được cái bãi vàng, mà ngay cạnh đây có thêm hai bãi vàng nữa. Rất đông chém, và đây là chém đã đầu máu vào công 4. Năm nhà bè dọc đều. Gần ra thêm ruộng công. Bốc tơ này quyết định là xô vào. Đây có phải là quyết định hợp lý dành cho game thủ cam quyết, chúng ta cùng chờ xem. Rất đông quân của thầu đứng trên dốc. Thầu khả năng cao đang muốn kê để bung ra ngoài ăn thì phải. Đang muốn kê dành cho thầu. Ui dồi, trong đây vẽ được mẫu ruộng. Một nông dân nông vàng. Tham là 90. Còn con Yamato này vẫn đang vẽ tiếp nhà BL ra. 6 nhà BL dành cho Quito. Rất cẩn thận. Và đang đợi quân game thủ tiểu bằng dao ra thì phải. Tham lai đang lè lên. Tiếp tục sóc đều ra. Và các em nhìn trên bản đồ, một mà chém của kim thủ cam quyết. Ô,
Vâng, đúng là như vậy. Bung ra ngoài để ăn gỗ dành cho thầu và từng những con dân, không thể con dân nào chạy thoát được. Vẫn chạy thoát được. Đồng đấy. Ở bãi vàng nhá, bãi vàng đang bị một con rùa nó bắn. Đấy. Rồi. Xô vào không. Úi giời, lại quay lại đồ ưng nào. Ưng. Chém to. Đang định nói là người ta chạy thoát được, đầu tiên người ta quay lại. May quá. May quá. Chẳng làm vào đồ. Quá kinh khủng dành cho người dùng kỹ thuật. Tiếp tục mắc vả chém, mả chém sang và đánh đúng theo kiểu là đánh nhanh nhanh. Đánh như kiểu châu dân, à châu quân. Đang xây nhà bây giờ vô tội vạ. Tên này sẽ vòng về đằng sau, kết hợp cùng với tên đằng trước để bắt cái tên to này. Lượng vàng thường vẫn cứ là ok để cho quý để sóc đều được ít nhất là 6 nhà bây giờ. Còn tên này thì thôi, chạy yêu tên này, sau tên này khả năng cao sẽ xô nhà cái thủ tiểu ban đầu tên. Quá đông dám dành cho quý, chấp nhận là vị trí này đi. Mang mã lên đây. Cái chém này gần đến tầm 50 con. 50 con chém Yamato dành cho kiếm thủ cao quý. Quá nhiều chém anh em có thể nhìn thấy. Đồng bùng BC chính xác rồi. Cũng nhận đoán thôi. Đến ra kinh trình này thì thầu không thể phát triển to. Và một lòng phải bung ra. Đến cái tôn chém này lên thì đang là quá đông. Tháng 2 là 120. Quýt có tầm khoảng tầm 70 con chém. Bây giờ đứng kia bất lực dành cho những tình huống này. Ngay cạnh đây có thêm một bãi vàng, còn bây giờ cứ đứng ở đây thôi, cứ chớm ra ngoài là chém. Nó không thể ra ngoài được dành cho đâu, không thể ra ngoài được. Đấy, từng đây còn chém Yamato đang đây, từng đây dừng thì kiểu gì trả hết, nếu mới không đánh. Rồi em cái chém nhà nó kinh khủng đến mức nào. Đã hết vàng và bây giờ tiếp tục là phải bung ra ngoài kia bên trên chỉ có 3 bãi vàng. Trong nhà thầu có một bãi, vậy là bản đồ gần như đã hết vàng. Hết những thứ nào cần thiết. Nhà mình 2 bãi, đây có 3 bãi là 5 bãi thôi. Thầu một bãi là 6. Bung 2 nhà đi lờ ra ăn vàng cho nó nhanh. Còn tiếp tục đứng ở ngoài, không hề vội vàng. Thông sơn người phải rón rén ra ngoài. Rồi bây giờ tụ lại với tôi đi. Làm tôi đi vòng không, vo tròn nó lại. Chuẩn bị vo cái thủ tiêu ban đầu lại. Rồi ôi, chạy đường thầu, chạy thầu, chạy thầu, thầu là người đi chạy. Còn tôi này bất chấp là vị trí của đội bạn đang có vị trí đẹp. Hôm nay là 124. Vâng, một vạn con chéo đang xông vào. Có quýt rồi, quýt đến nơi đấy. Quýt đến nơi rồi. Không, sẽ là 3-1 dành cho cái thủ cao quýt. Ở trong cái thị thực đầu tiên. Chém nó quá đông. Chém nó quá kinh khủng dành cho quýt rồi. Đúng rồi, hết vàng, đã bung ra ngoài đây rồi.